Hi, chào mọi người. Hôm nay mọi người đi làm chưa? Mình giờ nghỉ tới thứ hai là chưa đi làm nữa. Nên giờ có mấy cái hoa bày ra ngắm chơi. À, đây là đại mỹ nhân nha mọi người. Này cây zin nha. Mình có một cây zin. À, quay cho người ta nè. Zin bự luôn á. Bằng hai ngón tay rồi. Để gắn trồng cho nó ra củ à. Ra củ là ngon. Có cây này mới vui nè. Cây này nó mới nở. Mà nó chỉ có mới nở thì mình mới thấy nó được thôi. Thấy cái đẹp của nó thôi. Đây. Ôi. Phải nâng lên cho nó ra sáng ấy. Các bạn thấy cái màu tím nữa không? Này thiếu sáng. À. Màu tím. Nó chưa nở hết rồi nó mới có cái màu này nè. Cây này người ta nói là gì, ngọc minh hay rồng đen gì. Đang ra hoa luôn nhưng mà cái củ nó là tệ rồi, cái củ nó bị không thoát nước được, nó mềm luôn. Này chắc để đây cho nó được. Nhìn đã, hoa này chắc mai nó mới nở ra bung ra hết, nhưng mà nếu mà này khi ra nắng là nó không mềm, nó mất cái màu đen rồi đi. Nó mất màu đen. Cái này không phải màu đen mà nó là giống như là tím tím than vậy. Nhìn ghiền thật trời. Nhưng mà nó ổn, cái khi mà nó nở ra là nó sẽ mất. Lọt vô khung cái dính nó hoài. Tại cây nó lùng quá. Lùng mà cái tripod mình nó xuống không được. À. Nhìn mê luôn á. Đó. Bỏ cái tay ra đó. Cái này ra được hình như cái hoa này nó cũng hoa nhiều lắm, được có nhiều. Hoa này đẹp. Không bị gớt. Ghép tới năm bò là dính hết. Nhưng mà cái củ hoa tệ rồi. Này hết được hoa nhỏ lên mới được. Còn đây là đây cây zin mà cái này bị yếu nước nên cây nó không phát lắm, nó ra chùm hoa này. Chắc cũng cắt nó luôn á. À. Chùm luôn. Ba hoa này là ba cái hoa là gọi là ba hoa này. Đây là Thảo Thuận nè, Thảo Thuận 8. Tí nữa củ này bị cháy chỗ này, uống ghê. Cháy gì cả chừng chết luôn củ này. Mình thấy cái đọt nó ra ngon. Này mấy lớp ta? 1, 2, 3 lớp. 3 lớp nữa. Còn đây là phân xi nè. Phân xi hoa này nhìn đã thiệt. Cái màu nó ngộ lắm. Màu nó nhìn nó sao sao đó. Nhìn rất là sang các bạn. Mình thích cái màu đó. Sang.
Này, cái này mọi người có cơ hội mọi người sưu tầm cái này đi. Cái fancy này nè. Trời bóng nó quá trời luôn á. Cái này ra đời thứ hai kìa. À. Nó chỉ có cái nhánh cái chút S này hả? Nè. Thấy nhánh chút S không? Nhánh mà con tay út mà nhỏ con tay út một chút xíu. Mà nó ra 1 2 3 4 4 cái hoa. Mà đây là đợt thứ hai rồi, nó rụng hơn lần rồi. Tại cây này mình quay đợt trước rồi, bây giờ nó ra thêm đợt thứ hai nè. Này quỷ này giống như thằng tài siêu hoa vậy, nó ra hoài luôn. Bởi vì mấy cái hoa kép nó ra hoài, không biết cái cũ mà nó có bị đi không. Này, hoa này, hoa này ít nhất 1 tuần. Này nó sắp tàn rồi nữa. Nhưng mà nó vẫn còn đau sưng sưng thị. Ngắt nó đi. Để mà bên đây cho. Bây giờ nó không khác gì với cái mơ nở đúng không? Nó vẫn nằm ở đó đó. Không khác gì luôn. Mà nó chỉ cái này nó hơi cũ à. Hoa này ba lớp. Nhìn im. À. Đó, có cơ hội mọi người sưu tầm cây này đi. Cây fancy này, fancy mấy luôn tiêu rồi. Nhưng mà nó tên là fancy á. À, nhìn rất là đã mọi người. Nhưng mình ghép tại quá. Ghép đây, ghép ghép 2, 4, 6 bo mà nó dính được có 4 bo mà nó dính cũng bị tật nguyền nữa nè. Nhưng mà mấy này nó cố gắng nó vươn lên. Cảm ơn đời. Củ này củ vàng mà không phải vàng đâu, này do bị nắng vàng bệnh. Đây, cái này kiếm đồ che lại để không thôi nó đi luôn, mấy cỏ che lại. À, còn bên đây là cái này là cái này nè, giống mấy cái này nè, cái này là Beauty King nè. Beauty King này hoa này bị gục quá. Này cái này mình mua lâu à, mình mua ngày xưa của Dương Sức Phát Lợi, mình mua đợt đó chung với cây chim én, nhưng mà cây chim én bị mất với một cây gì đã quên rồi. Thằng này nó giống giống như là Sĩ Thư nè, Đại Hồng Bích rồi một cái nữa, Đại Hồng Bích với Triệu Minh mà nó tương tự nhau. Cái màu á, cái màu nó màu hồng. Màu hồng nhạt. Hoa này mình nhớ nhiều lớp lắm chứ ta, sao này nó có chút xíu. Rồi, bên đây. Bên đây là ha. Đây là hồng thạnh nè. Hoa này nó chỉ có một lớp à. Này nó giống như ái hồng cẩm thạch vậy các bạn. Thì cái lá nó cũng lá giống như là dạng lá màu này không. Nè. Lá nè. Thì cái hoa nó nè. Hoa này màu, cái màu chỗ này nó như nó bị đột biến. Bị lem lem. Còn đây là hồng phúc y. Cái gì quên này, An Phúc cái cây này như nó ra cái hoa này không giống như hoa lần trước. Hoa lần trước như cái màu nó đậm hơn, này nó sao nó nhạt nhạt, nó đã nở mấy ngày rồi ta. Mình nhớ nó mới nở đây. Duyên. Giờ ơi, em có một cây đại mỹ nhân và một cây long thành. Long thành này mới ghép mà nghe. Đây cây long thành nè. Ừ.
Củ cũng im lắm. Mở trồng. Ở đằng kia đây mới nhân kìa. Thích lấy gì chơi. Ai giời. Xong nha.